Những buổi sáng ngày đầu năm mới, dạo quanh vùng biển các xã Thịnh Lộc, Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nhiều bà con ngư dân địa phương đã gác lại không khí vui xuân của ngày Tết để quay trở lại với nghề đi biển mưu sinh. Theo ghi nhận, trong ngày mùng 4 Tết, tại các tuyến đường ven biển, nhiều ngư dân nhanh chóng gánh lưới từ dưới thuyền lên bờ và tiến hành gỡ các con ghẹ, cá tươi giói mắc trong lưới để tiếp tục đi chuyến biển tiếp theo. Cạnh đó, có nhiều thương lái, khách hàng vãng lai đến trả giá mua cá và ghẹ. Trời dần về trưa, khung cảnh mua bán, gỡ lưới cá, ghẹ tại khu vực này càng thêm náo nhiệt, rộn vàng tiếng cười nói vui vẻ. Nhìn chung, tâm trạng của các ngư dân trong những chuyến ra khơi đầu năm mới rất hào hứng, phấn khởi vì được nhiều cá, ghẹ và bán được giá cao. Có gia đình thu nhập lên đến hàng triệu đồng trên ngày.